ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 9 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN là ngày nào? A. Mùng 6 tháng 6. B. Mùng 7 tháng 7. Hay C. Mùng 8 tháng 8. 9 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Như vậy là người chơi chính đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Và sẽ là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Đúng là ngày thành lập 7 Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN là ngày 8 tháng 8. Mới đây có họp cái gì á. Và với thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Và cái hiệp hội này được thành lập thì nó biểu hiện cái tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các nước trong khu vực với nhau. Và thành lập hiệp hội này thì nó cũng nhằm hạn bớt cái sự ảnh hưởng của các cái nước cường quốc khác. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem và trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Như vậy là có 4 người trả lời sai, chỉ có 5 người trả lời đúng mà thôi. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 5 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Dưới thời nhà Đinh, quốc hiệu của nước ta là gì? A. Vạn Xuân. B. Đại Cổ Việt. C. Đại Việt. 50 cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Quyền khảo sát người chơi. Và đáp án bạn muốn khảo sát đó là đáp án nào? Với chương trình chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Năm 1986 ấy, sau khi mà dẹp loạn 12 sứ quân và để thống nhất đất nước ấy, và thì vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt cái hiệu nước ta là Đại Cổ Việt. Vũ Hai Dinh Play, đấu trí chiến thuật cực đỉnh, thể kỹ năng vua bừa, vận may.